Bệnh viêm gan trên vịt. Hello, xin chào anh chị và các bạn. Tôi là bác sĩ Thú Y Vũ Hùng, chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, với sứ mệnh giúp cho hàng triệu bà con chăn nuôi có được cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc. Thì nay chia sẻ với anh chị chăn nuôi gan vịt, cái bệnh rất là thường gặp, đó chính là cái bệnh viêm gan trên gan vịt. Thì cái bệnh này thì nó do virus gây lên. Anh chị chỉ nhớ là do vi khuẩn hay virus, bởi vì khi mà do vi khuẩn anh chị có thể sử dụng được kháng sinh, và do virus thì cái mức độ nó sẽ trầm trọng hơn và kháng sinh sẽ không có tác dụng điều trị. Cái thứ hai nữa là nếu mà do virus thì anh chị sẽ thấy là cái vấn đề lây lan nó rất là nhanh, và cái thứ hai nữa là gì ạ? Cái thứ hai nữa là cái vấn đề thiệt hại thì nó xảy ra rất là lớn. Tất cả các bệnh do virus thì xảy ra gây ra cái hậu quả rất là lớn. Thì cái bệnh này nó có một cái đặc điểm, đó là nó có thể là truyền dọc từ mẹ sang trứng và sang cái đàn vịt con giống. Cái thứ hai là nó có thể truyền ngang từ cái cá thể nọ sang cá thể kia, mà nếu như anh chị không quản lý tốt thì có thể là cả đàn vịt của anh chị nó có thể nó sẽ bị hết đấy. Thì là cái bệnh này nó rất hay xảy ra ở cái giai đoạn từ 1 đến khoảng 3 tuần tuổi đấy. Đấy, thường thường cái biểu hiện triệu chứng nó rất nặng ở cái giai đoạn là vịt bé. Chính vì vậy mà khi mà bắt vịt về anh chị sẽ phải có cái hướng xử lý bằng vaccine, hoặc có thể xử lý bằng kháng thể ngay lập tức cho tôi. Thì cái triệu chứng của cái đàn vịt khi mà bị cái E. coli bại huyết thì thứ nhất anh chị sẽ thấy hiện tượng là vịt con có hiện tượng là sốt, ăn kém và có thể uống nhiều nước. Đấy, vịt ít vận động, và thường thường những cái con yếu thì nó sẽ bị tụt lại phía sau đàn. Đấy, con vật ủ rũ đúng không? Đấy, và nó cứ nằm im một chỗ, và thường thường những con mà yếu thì nó sẽ bị rớt lại đằng sau đàn. Đấy, và nếu như mà cái triệu chứng mà nặng hơn thì có thể một số cái con vịt con nó sẽ bị co giật, của triệu chứng của thần kinh đúng không? Bị co giật toàn thân, và nó có thể là tì mỏ xuống đất, và đấy, chân duỗi thẳng và bơi chân đạp trong không khí, và một vài phút thì có thể nó chết ở cái tư thế gọi là đầu ngẹo sang một bên, đầu ngẹo sang bên, hoặc có con là đầu nó ngẹo về phía đằng lưng và chân nó duỗi thẳng về phía đằng sau. Thì anh chị cũng có thể gặp thêm một số các cái triệu chứng ở cái đàn vịt con như vậy. Và khi mà anh chị mổ khám cái bệnh tích ra thì sẽ thấy nó rất hay gặp, và nó ghép với những cái E. coli cũng như là cái Salmonella thường hàn ấy. Đấy, thì có thể các cái túi khí nó sẽ bị viêm bã đậu, hoặc có thể là tim gan bị viêm đấy. Thế rồi thì cái thứ hai nữa là có thể là gan nó sẽ bị sưng, và trên bề mặt gan thì sẽ có những cái lấm chấm xuất huyết và nó lan tràn trên khắp cái bề mặt của gan, và nó không có cái ranh giới rõ ràng như các cái bệnh khác đấy. Là cái nanách, hoặc có thể cái thận nó sưng rất là to và nó có hiện tượng là xuất huyết. Và cái tư thế mà có thể anh chị biết được cái viêm gan vịt đó chính là cái tư thế rất đặc trưng, nó trên con vịt con nó bị ngoẹo đầu, nó có thể đầu nó tựa lên cái vùng lưng mà nó chết, và chân thì nó sẽ duỗi thẳng ra phía sau, hoặc đầu nó ngẹo sang một bên và chân nó duỗi thẳng ra phía sau. Thì đây là cái tư thế chết rất là điển hình của cái đàn vịt mà bị cái viêm gan do cái gọi là picolavirus. Và về phòng điều trị cái bệnh này thì thứ nhất tiên là phòng bệnh, thì khuyến cáo anh chị thì khi mà anh chị bắt vịt về thì tôi khuyến cáo anh chị là có thể tiêm ngay cho nó một mũi kháng thể viêm gan dịch tả vịt, và tiêm ngay kháng thể. Bởi vì nó có rất là nhiều cái quan điểm, một số người thì có thể sử dụng cái vaccine từ 1-3 ngày tuổi thì anh chị có thể sử dụng cái vaccine viêm gan vịt, nhưng mà bây giờ thì tôi thấy là những cái vùng chăn nuôi gan vịt tập trung thì họ sẽ không tiêm kháng thể nữa. Bởi vì các anh chị biết rằng là khi mà tiêm kháng thể vào thì 5, 7 đến thậm chí 10 ngày sau nó mới tạo ra được cái miễn dịch. Thì có thể là trước cái giai đoạn đó con vịt của chị có thể đã bị cái viêm gan vịt, nên là nó vaccine nó sẽ không thể vaccine sẽ không thể bảo hộ được cho cái sức khỏe của đàn vịt. Nên là tôi thì tôi khuyên cáo anh chị hãy mua ngay cái vaccine cái kháng thể viêm gan dịch tả vịt. Ví dụ như Hanvet có cái kháng thể viêm gan dịch tả vịt, hay một số công ty nó có họ sản xuất kháng thể. Bây giờ có thể dùng kháng thể đục hoặc có thể kháng thể trong, tốt nhất là anh chị có thể sử dụng kháng thể trong, và anh chị cho đàn vịt uống ngay, hoặc có thể tiêm. Tiêm thì thường thường sẽ tiêm từ khoảng 0,5 đến 0,8 ml cho một con.
Vâng, đấy thì là vì khi anh chị tiêm cái kháng thể thì cái miễn dịch nó sẽ tạo ra rất là sớm, rất là nhanh và rất là mạnh. Đấy. Cái thứ hai là phòng bệnh theo hướng an toàn sinh học thì bắt ngan bắt vịt ở những cái nó ấp mà có uy tín đúng không ạ? Cái thứ ba nó có thể phòng bệnh bằng cái thuốc khử trùng. Vâng, đây trên tay tôi đây chính là cái sản phẩm Benzacid. Benzacid đây là sản phẩm khử trùng thế hệ mới, nó có thể giải quyết được trên 600 loại virus vi khuẩn khác nhau. Thì anh chị có thể sở hữu những cái sản phẩm vô cùng là tuyệt vời, những cái dạng khử trùng rất là đậm đặc, không có gây ăn mòn kim loại, không ảnh hưởng đến cái sức khỏe của con ngan con vịt nhà anh chị cũng như là sức khỏe của người chăn nuôi. Vâng, cái này sản phẩm này thì khi mà cái ao nuôi của anh chị mà có hiện tượng là nguồn nước nó hiện tượng ô nhiễm thì anh chị có thể hòa vào với nị nước, sau đó anh chị là té xuống ao nuôi thì nó có thể diệt được một số các cái tảo, một số các cái vi khuẩn virus có hại ở dưới cái ao nuôi. Vâng, cái sản phẩm đây là cái sản phẩm rất tuyệt vời. Một số trại thì có thể họ còn hòa ra nước cho gà uống để diệt được những cái lấm mà rất là tuyệt vời, bệnh nấm diều nấm phổi trên gà. Một số người họ đã lấy họ phun họ hòa ra nước họ cho uống và đã đàn gà của họ đã khỏi được cái vấn đề lấm diều lấm phổi. Cho nên sản phẩm rất là tuyệt vời. Sản phẩm thứ hai mà anh chị có thể phòng bệnh đó chính là cái sản phẩm axit hữu cơ. Khi mà đưa cái sản phẩm này vào thì trong cái sản phẩm này có cái kháng thể IgG, đây là một kháng thể không đặc hiệu đối với bất kể một cái loại virus nào, nên là nó làm cho nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai nữa là nó làm cho ổn định được cái pH đường ruột của con gan con vịt con, và đặc biệt những cái ngày mà anh chị làm vaccine thì nó sẽ tăng cường cái đáp ứng miễn dịch của cái vaccine rất là tuyệt vời. Anh chị hãy sử dụng những cái sản phẩm như này để anh chị phòng. Cái thứ tư nữa là anh chị có thể sử dụng kháng sinh để phòng bệnh ở ngay giai đoạn mới bắt về, thì có thể là anh chị sẽ sử dụng một trong hai sản phẩm kháng sinh. Thứ nhất có thể là sử dụng cái Lancospec này của công ty cổ phần thuốc thú y TST và IZ Lancospec, hoặc anh chị có thể sử dụng những cái sản phẩm ví dụ như là anh chị có thể sử dụng sản phẩm là Biomocolin 100. Đây thì sản phẩm công ty tôi, tất cả sản phẩm đều có tem chống hàng giả của công ty cổ phần thuốc TST. Đây thì anh chị có thể sử dụng những cái sản phẩm này để anh chị phòng cho tôi định kỳ, vâng, phòng định kỳ. Đấy, trên ngan vịt thì anh chị có thể sử dụng theo cái quy trình là 5 3 ngày phòng 7 ngày nghỉ, 3 ngày phòng 7 ngày nghỉ. Còn khi mà cái đàn vịt của anh chị đã có cái biểu hiện của viêm gan rồi ấy, thì anh chị trước tiên là hãy mua cái kháng thể tiêm ngay cho tôi từ 1 đến 2 mũi tùy theo mức độ nặng nhẹ của cái đàn vịt của các anh chị. Sau đó là sau khi tiêm kháng thể xong thì anh chị có thể tiêm cho tôi một trong hai phác đồ sau. Phác đồ thứ nhất thì anh chị có thể tiêm cho tôi cái cặp CF01 đấu với lại cái chymosin. Đây, anh chị có thể tiêm cho tôi cái cặp này. Tiêm từ 1 đến 3 mũi, nó tùy như tôi khuyến cáo nếu mà nặng thì tiêm 3 mũi, còn không có thể nếu mà nhẹ hơn có thể anh chị tiêm 2 mũi thì cũng đã ok rồi, vì đây là một cặp kháng sinh vô cùng là tuyệt vời. Nó được cấu tạo bởi ceftriaxone và gentamicin kết hợp với cái chymosin là cái hạ sốt kháng viêm. Đấy, hạ sốt kháng viêm. Đấy, thì con vịt nó sẽ hết sốt và nó sẽ rất là nhanh khỏe trở lại. Vâng, cái nếu anh chị không thích cho tiêm cái cặp này mà anh chị sợ nó kháng rồi thì anh chị có thể tiêm cho tôi cái cặp CF02. Cặp CF02. CF02 thì là cái này anh chị cũng đấu hai cái này lại với nhau cho tôi, và anh chị tiêm cho tôi cặp này thì tiêm khoảng 3 mũi thì đàn vịt của anh chị sẽ ok. Thì đây là những cái phác đồ mà tôi đã âm thầm sử dụng gần 10 năm năm nay cho cái hiệu quả điều trị vô cùng là tuyệt vời. Vâng, nếu như mà đàn vịt của anh chị mà đang có cái vấn đề của viêm gan dịch tả thì hãy nhấc máy lên mà alo cho tôi theo số điện thoại là 0979 407374, thì tôi sẽ hỗ trợ anh chị cái quy trình phòng cũng như điều trị cái bệnh viêm gan cũng như dịch tả vịt. Vâng, nếu anh chị thấy video clip của tôi hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ lên các cái hội nhóm chăn nuôi để cho nhiều người nhận được nhiều cái giá trị hơn nữa. Và hãy nhớ đăng ký kênh YouTube thương hiệu của công ty cổ phần thuốc thú y TST IZ chúng tôi, để khi mà tôi phát cái video mới nhất lên thì anh chị sẽ là người được xem đầu tiên. Và xin trân trọng cảm ơn các anh chị, xin chào và hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo của tôi. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị. Bye bye các anh chị.